Sau rất nhiều lần trì hoãn, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu. Vâng, xin giới thiệu với anh em, đây chính là căn phòng đắt tiền nhất S Channel. Thế thì lý do vì sao nó lại biến trở thành căn phòng đắt tiền nhất S Channel thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Anh em ơi, một trong những lý do khiến cho căn phòng này trở thành căn phòng đắt tiền nhất S Channel đó chính là bởi vì sếp Huy NL đã đầu tư rất nhiều tiền vào căn phòng này. Để cho anh em dễ hình dung ấy, thì đây là văn phòng cũ của mình, còn đây là văn phòng mới. Anh em có thể thấy rằng là nó rất là rộng rãi, thoải mái, thoáng mát đúng không ạ? Và đặc biệt ấy, đó chính là anh Huy đã mua cho bọn mình rất nhiều thứ. Bọn mình có phòng riêng này. Văn phòng này đủ sức chứa cho cả 3 team anh em TV đường 2 chiều và team của anh Duy Thẩm luôn. Muốn cản được bọn ta thì cần đến một binh đoàn, chỉ mấy thằng hater đéo thể cần được. Xịn chưa? Bọn mình có cả góc quay mới này. Thay vì phải ngồi những chiếc ghế như thế này ở văn phòng cũ thì bọn mình đã được nâng cấp lên những chiếc ghế mới xịn hơn, công thái học hơn. Cái này 5 triệu. Cái này 8 triệu. Cái này 800 nghìn. Còn đây là tivi của bọn mình. Anh ơi, đây văn phòng của em, anh lên làm gì? Tivi tao mua chẳng nghe tao được khoe. À, vâng, anh khoe đi. Đây là chiếc Samsung The Frame 4K 65 inch. Là tivi QLED khi bật, là không tranh khi tắt. Thế thì giới thiệu với anh em một chút về cái tivi này để cho anh em có thể biết được rằng là cái tivi này nó đặc biệt lắm. Nó không giống như là những cái tivi mà bình thường anh em hay thấy ở điện máy đâu. Anh em có thấy rằng là cái tivi này nhá, bình thường tivi bình thường là nó sẽ không viền. Nhưng mà cái tivi này đặc biệt lắm. Nó sẽ có một cái khung viền bé bé xinh xinh như này. Nó giống như kiểu khung tranh anh em, để anh em có thể là treo lên tường ở trong phòng ngủ hoặc là trong phòng khách. Thì có thể là anh em sẽ tự hỏi là tivi treo tường mà tại sao ông lại để trên bàn như này. Thì một cái lý do rất đơn giản, đó chính là mình muốn di chuyển nó, mình muốn để nó ở chỗ này hoặc là ở chỗ kia. Khung tranh của tôi chứ không phải khung tranh của mấy ông đâu mà, mấy ông này. Nói thế thôi, chứ thêm một cái điểm nữa khiến cho cái tivi này nó độc đáo hơn những cái tivi bình thường ấy, đó chính là khi mà anh em tắt tivi đi thì đối với lại những cái tivi bình thường, chúng ta sẽ là một cái màu đen xì đúng không ạ? Cái màn hình nó sẽ đen toàn bộ luôn, đen thui lui luôn. Thế nhưng mà đối với cái tivi này đây, mình tắt cho anh em xem thử nhá. Này, tắt đi này. Đấy, thì tự động nó sẽ hiện ra một cái khung tranh cho chúng ta và nó sẽ nghiễm nhiên trở thành một cái món đồ decor trong phòng khách hoặc là phòng ngủ anh em. Thế nhưng mà chưa hết, cái phiên bản 2022 này nó còn nâng cấp thêm tấm nền chống chói. Thế nên là nhìn còn giống tranh thật hơn cả bản năm ngoái cơ anh em ạ. Với chế độ Atmos với hơn 1.600 tác phẩm nghệ thuật để anh em có thể lựa chọn. Anh em có thể tìm tranh theo chủ đề, màu sắc, tên tác giả. Thậm chí là anh em có thể thay bằng ảnh của anh em cũng được luôn. Đây, để mình demo luôn cho anh em xem nhé. Ngoài ra anh em còn có thể điều chỉnh được cả độ sáng của phông nền. TV cũng sẽ điều chỉnh được độ sáng dựa vào môi trường xung quanh nữa. Ví dụ như là khi mà phòng anh em tắt đèn thì TV sẽ tự động giảm độ sáng để anh em đỡ chói mắt. Đi kèm với chiếc TV này chính là những lựa chọn khung tranh rất là thú vị đến từ Samsung. Nếu như mà anh em mua thì mình nghĩ rằng là anh em nên nhờ các anh chuyên gia lắp đặt hộ. Lúc mà mình mua TV này thì cũng nhờ các anh ấy tới và lắp đặt luôn cho tiện. Để có đôi có cặp với cả chiếc TV này thì sếp Huy đã trang bị cho mình thêm một chiếc loa nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy. Loa này nhá, xin thiệu với anh em, thiết kế tất cả trong một, âm thanh phòng Dolby Atmos. Loa này mà nghe nhạc thì cứ phải gọi là thôi rồi anh em ạ. Có thể nói rằng đây chính là một cặp đôi thanh lịch cho những ai yêu thích sự tối giản, thẩm mỹ mà vẫn muốn sở hữu chất lượng hình ảnh và âm thanh cao cấp. Chiếc loa này được thiết kế tối ưu cho Samsung The Frame và các TV lifestyle khác để có thể lắp đặt cũng như là tối ưu âm thanh khi kết hợp cùng TV Samsung. Thế nhưng mà nếu như mà chỉ có như vậy thì căn phòng này nó cũng không đắt tiền đến như thế. Nếu như mà anh em chưa biết thì bọn mình còn lưu giữ rất nhiều đồ của S Channel tại đây. Ví dụ như kho điện thoại quảng cáo của toàn bộ S Channel, toàn bộ kho đồ của ảnh trách, toàn bộ camera đồ quay của team đường 2 chiều. Đấy là còn chưa kể đến những thứ như là laptop, máy tính, TV, tủ lạnh, điều hòa, máy chiếu, máy lọc nước, vân vân và vân vân, và rất nhiều đồ trang trí khác mà anh Huy đã mua cho mình. Anh Huy, với tất cả những gì mà em vừa mới khoe với anh thì anh có thấy rằng đây là căn phòng đắt tiền nhất của cái S Channel này không? Chắc chắn là không phải rồi em ạ. Tại sao thế? Bởi vì tao mới mua một cái tivi hơn 100 triệu ở dưới nhà. Hơn 100 triệu? Đúng rồi. Cho em xem luôn đi anh. Bắt đầu thôi. Đi thôi anh. Đi thôi. Đi anh. Xem con tivi 100 triệu nào.
Ok, đi thôi. Còn đoàn này mắm môi mắm lợi. Căng quá.